mận, nhưng thật ra nó lại là quả roi ở ngoài Bắc. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một vài món sử dụng để lớn trái sử dụng cho các loại cây ăn trái nhé, chuyên dùng cho cây ăn quả này. Cái số này sẽ đi về Sóc Trăng để làm việc với cây mận roi. Ở trong miền Nam thì người ta sẽ gọi là cây là quả mận, nhưng mà ở ngoài Bắc sẽ gọi là quả roi. Cái bộ này thì các anh chị có thể sử dụng cho cây mận roi từ cái lúc mà đang có nụ hoa cho đến khi mà nó đã nuôi lớn trái nhé. Sử dụng đến trước thời kỳ thu hoạch khoảng tầm 5 đến 7 ngày thì mình dừng lại. Cái bộ này nó sẽ giúp cho mát bông và mát trái, giúp cho lớn trái, đẹp trái. Các anh chị phun vào thời kỳ nó đang có nụ, thì cây đang có nụ thì nó sẽ giúp tăng thụ phấn đậu trái này, mát bông và chống rụng bông nhé. Và sau đậu trái được khoảng từ 5 ngày trở lên, các anh chị có thể phun cái bộ này. Khoảng tầm một chai với hai gói này các anh chị pha cho 500 lít này để phun xịt cho cây, để giúp dưỡng lớn trái, hạn chế rụng trái non và héo méo trái non. Và khi cái trái của mình nó đã lớn được khoảng tầm cái ống 21 trở lên, nó có những cái lứa trái bằng hai ống 21 trở lên, thì một bộ này các anh chị pha cho khoảng tầm 400 lít thôi, để nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ nuôi trái nhé, lớn trái nhé. Và nó sẽ giúp cho cái trái nó lớn, nó đặc, trái lên màu đẹp, căng tròn, đẹp ra. Và nó còn giúp để chống nứt một số loại cây ăn trái khác nữa nhé, giúp chống nứt quả nhé, phòng trừ hiện tượng trái non bị dị dạng này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.